Tổ chức Voice họp báo về chương trình định cư đồng bào tị nạn Việt Nam từ Thái Lan đến Canada. Theo tin từ Garden Grove, California, tổ chức Voice qua hai đại diện là luật sư Trịnh Hội và nhạc sĩ Nam Lộc sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Nam California vào cuối tuần này để tiến trình định cư đồng bào tị nạn Việt Nam từ Thái Lan đến Canada trong những năm gần đây. Các đại diện của Voice sẽ trả lời những quan tâm và thắc mắc của đồng hương và các cơ quan truyền thông liên quan đến tiến trình này. 113 người Việt tị nạn đã được Chính phủ Canada cho định cư nhân đạo dưới sự bảo trợ của Voice, Liên hội Người Việt Canada và Voice Canada. Hầu hết là những người chống chạy chế độ Cộng sản, vượt biên bằng thuyền hoặc đường bộ qua ngã Campuchia đến Thái Lan. Sau đó đã chống lại lệnh cưỡng bức hồi hương, trốn ra các hội trại tị nạn khi các trại tại đây đóng cửa vào cuối những năm 1980. Phải sống cuộc đời vô tổ quốc trên đất Thái trong hơn 25 năm, theo thư mời mà đài truyền hình sp nhận được, ban tổ chức cũng ngỏ ý mời ông Nguyễn Thanh Tú tham dự cuộc họp báo để luật sư Trịnh Hội có thể trực tiếp trả lời trước các cơ quan truyền thông báo chí về những cáo buộc hoàn toàn sai sự thật của ông Tú đối với cá nhân luật sư Hội cùng với tổ chức Voice mà ông Tú đã phổ biến trên các trang truyền thông xã hội gần đây. Cuộc họp báo sẽ được diễn ra tại phòng B, hội trường hội trường tòa thị chính thành phố Garden Grove ở số 11300 Stanford Avenue từ lúc 1 giờ đến 3 giờ chiều thứ sáu ngày 27 tháng 7.